Nằm trong quần thể FLC Vĩnh Phúc, tổ hợp khách sạn và trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc với sức chứa 2.000 khách và hợp phần khách sạn 5 sao vừa được khánh thành. Tại đây có thể đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện hội thảo quy mô lớn trong nước và quốc tế. Tổ hợp thuộc giai đoạn 2 của quần thể FLC Vĩnh Phúc, một dự án du lịch nghỉ dưỡng với tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngành du lịch đang chờ đón cơ hội để phục hồi, sự ra mắt của tổ hợp khách sạn và trung tâm hội nghị quốc tế được kỳ vọng sẽ trở thành dấu ấn mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc.